Con trai cưng của mẹ, chờ hết đời tuổi trẻ. Hôm nay 10
my God, đông nữa. Thì lời đầu tiên thì cho mình gửi lời chào tới tất cả mọi người đã có mặt, đã dành thời gian đến đây vào tối ngày hôm nay, được không ạ? Mọi người quá là tuyệt vời á. Thì mình có một và mình thường thì mình đi diễn thì mình sẽ diễn những bài nhạc sung sung một tí. Thì hôm nay mọi người có thể cho mình xin phép để gọi là mang những bài nhạc nó suy một tí được không ạ? À? Sao ạ? Được hay không? Mọi người muốn nghe một bản nhạc buồn không ạ? À? Đây sẽ là lần đầu tiên mà mình biểu diễn bài nhạc này à. Là một tin nhắn trẻ gửi vào giữa đêm, hỏi em đến bao giờ nó sẵn sự quên. Sorry mà tiếng trước em chuẩn bị đặt bất ngờ, những bức ảnh trên story đâu nơi hết câu chuyện của em, right? Em sống trong hiện tại hoặc sẽ chết trong quá khứ. Em chấp nhận sống với những bài học còn hơn chỉ sẽ như and that's the bottom line. Và khi em giả từ, họ sẽ thấy trên trang xã hội em đã viết sẵn một lá thư. Chuyện của một cô bé thức lạc đi tìm trong bình yên. Có bao nhiêu những tình nhưng em vẫn chưa biết từng tình yêu. Vậy tình yêu là gì? Tình yêu là đâu? Tình yêu với em là những ký ức vương vấn với nhau. Em du hành khắp thế gian tìm cho mình giải pháp dễ dàng. Tìm một kẻ cho em một thứ mà chỉ bản thân em có thể mang lại. Vì chung quy là những kẻ lạc đường, còn anh chỉ là câu hát trong một bản nhạc buồn. Thank you.
em vẫn luôn như vậy, hay là em hãy nhanh chân chạy. Đôi lần đầu vỡ ngàn lần vô cớ tìm đường lui để không trên bày. Baby anh sẽ luôn như vậy. Và vì tôi thích là em hay ghét anh đi. Anh muốn đánh chút được việc tan mất phần cần nhớ tiếp theo là gì. Call me wondering. Cô vợ nội trợ suốt ngày tìm con tim bắt khen, hoài nghi là kẻ mù màu, chỉ nhận định sự việc trắng đen. Em khiến một kẻ thích ra bên trong bóng tối từ chối tắt đèn. Anh đi khắp cả nẻo đường rồi cũng phải lạc vào đôi mắt em. Có thể là vô lý, cũng có thể là ngu si. Đi tìm điều mới lạ từ những món đồ đã cũ kỹ. But what can I do? Now baby boo, I'm a rolling stone. And you know that there's no use in keep holding on. Mà giọng đứa trẻ tổn thương và đa nghi. Ngày anh mở lòng là ngày em thấy lối thoát và ra đi. Dù anh vẫn biết là sai có, nhưng bản thân anh cũng một lần phá vỡ quy tắc vì ai đó. You know I'm still waiting for you at our rendezvous. I saw you in the end and knew that that's not true. Tất cả chỉ là cái cớ. Em biết anh không phải cả khờ. Nhưng để tổng kết cùng một câu chuyện thì nếu cần thiết anh sẽ giả vờ. Thank you. Thank you, dancers. Mọi người có thể make some noise for những phương thiên nga này được không ạ? Quá là xinh đẹp. Thank you, mọi người. Thì có một vấn đề nhỏ nhỏ. Là thực ra thì đáng lẽ là với cái set diễn dài như thế này thì mình có chuẩn bị, mình có mời một vài người anh em của mình tới đây. Nhưng mà đáng tiếc là hồi sớm nay thì có một vài vấn đề với lịch trình cũng như là một vài vấn đề bất cập. Thì mọi người có nói là mọi người không có tới được. Bác, anh Bảo, tụi em xin lỗi. Tụi em bất tài vô dụng không thể đồng hành cùng với anh trong danh sách lần này. Nhưng mà tụi em biết là anh hát không được hay á, nên cho em có chuẩn bị một món quà cho anh. Đó là Captain Boy bay tới đây. Mọi người có thấy Captain đâu không ạ? Captain mọi người ạ. Xin chào tất cả mọi người ạ. Đâu đây? Em nghe nói là beat bài hoàn hảo của anh hôm nay gặp trục trặc đúng không?
Đúng rồi, thì em sẽ tính làm gì với nó nhờ? Em muốn một người hoàn hảo, một người bước ra từ tiểu thuyết. Muốn một người khiêm tốn thật thà, nhưng mà trong túi phải có nhiều tiền. Em chỉ muốn một người đàn ông, nhưng cũng muốn có một người bạn. Muốn một người bên em cả ngày, nhưng vẫn không quên vì em gánh vác. Muốn một người lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng mọi lỗi lầm đều xem là nhẹ. Một người hiếu thảo lễ phép, nhưng phải chọn em giữa em và mẹ. Em không muốn một kẻ lêu lỏng, không mang lại cảm giác an toàn. Nhưng cũng không muốn một kẻ kiểm soát, để em thoải mái vui cùng đám bạn. Em muốn người yêu đào hoa, em muốn anh ta chung thủy. Em thích một kẻ phóng khoáng, nhưng phải biết chi li từng tí. Một người cho em không gian riêng, nhưng luôn biết là em cần gì. Em muốn một người hoàn hảo, nhưng bản thân thì có những gì. Em nói em yêu. Em nói em muốn em có được tình yêu, yeah, yeah. Em nói em muốn em có được tình yêu, yeah, yeah. Em sẽ có nếu em vui cùng. Chết phép rồi, vỗ tay ra là. Em nói em muốn em có được tình yêu, yeah. Em nói em muốn em có được tình yêu, yeah, yeah. Em nói em muốn em có được tình yêu, yeah. Baby em sẽ có. Mày muốn một người hoàn hảo, một nàng thơ bước từ trong tranh. Một người không có tính sở hữu, nhưng chẳng có nhiều bạn tình xung quanh. Mày không muốn cô nàng nhõng nhẽo, một cô nàng biết cách ăn nói. Một cô nàng tâm hồn trong trắng, nhưng mà phải giỏi chuyện chăn gói. Một người mẫu trong bìa tạp chí, nhưng lại không quá chăm sóc ngoại hình. Một người giỏi nữ công gia chánh, nhưng phải biết độc lập tài chính. Mày muốn cô nàng. Mày nói mày muốn cô nàng không than vãn, vỗ về mày qua những ngày đói. Mày luôn muốn một người hoàn hảo, nhưng bản thân thì có những gì. Nếu kẻ nào cũng muốn về nhất, thì trong thế gian này ai đứng nhì. Đã thân xác như con tê giác, mà được bộ não thì như học sinh. Đã lương tháng chưa đầy 5 triệu, lại muốn người yêu thì như Ngọc Trinh. Mày luôn muốn một người hoàn hảo, bản thân thì có những gì. Nếu kẻ nào cũng muốn về nhất, thì trong thế gian đi ai đứng nhì. Mày luôn muốn một người hoàn hảo, nhưng bản thân thì có những gì. Nếu kẻ nào cũng muốn về nhất, thì trong thế gian này. Em nói em muốn em có được tình yêu. Em nói em muốn em có được tình yêu. Em nói em muốn em có được tình yêu. Baby em sẽ có, em nói không suy nghĩ. Lớn lên nào. Em muốn một thần cực phẩm ở trong nhân gian, nhưng sự thật thì trong thâm tâm ta luôn biết mình không xứng đáng. Mọi người shout out cho anh Bảo được không ạ? Mọi người captain, bao nhiêu điểm cho thủ khoa này đây? Một bài suy nữa được không? Một bài suy nữa nhá. Nhưng mà thật chắc chưa, bài này là nó buồn lắm đó. Thì mình tới đây thì mình có một cái món quà dành cho mọi người. Thì đây là một bài nhạc. Thường thì mình sẽ không mang những bài nhạc này đi diễn, tại vì nó sẽ nằm trong album và nó sẽ là thuộc thể dạng storytelling. Và đây là một bài nhạc mình chưa release. Và bài này là một bài nhạc thực ra thì nó cũng không suy lắm đâu. Bài này có lẽ là vui nhất trong cái album của mình. Bài có tên là bài hát cùng nhất ạ.
đó xảy ra ở nhà Ba La Tá Hỏa. Mọi người có đồng ý cho anh Bảo hát lại được không ạ? Mọi người đồng ý thì mọi người phải hô to lên chứ. Ok. Nhất chuyện đó xảy ra ở nhà Ba La Tá Hỏa. Bắt đầu gọi điện thoại cho ba mỗi khi đi học về nhà. Lần thứ hai là trong phòng tắm. Sợ lắm cái lần thứ ba, vì lần đó thì bác sĩ nói chỉ chậm vài giây là sẽ không qua. Đi đến trường, bọn con nít thì hay chỉ trỏ, mà thằng này thì luôn phải cố tỏ ra không bận tâm vì nó. Nhưng đâu ai muốn là thằng bệnh hoạn, cũng đâu ai muốn được thương hại hay là sự quan tâm thảo mai từ những thầy cô ra vô thường ngày. Ngoài trừ cô ấy trao cho lá thư tay đầu thư chúc bạn mau khỏe. Lỗ tai của mình luôn sẵn, nếu bạn có chuyện thì kể nhau nghe. Có lẽ làm phiền, sao bạn không thể để tôi yên? Kẻ tổn thương người khác, đó cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Vả lại tao cũng nghe đâu đó là tại cô ấy có hơi bị thích mình. Mãi từ lớn tới bé, tao vẫn chưa thay cho được cái tính tình. Mặc kiếm và đeo niềng răng, chẳng phải là hot girl của trường. Thế nên tao dành cô ấy, chỉ qua một đôi mắt bình thường. Vậy thì hãy về đi em. Chẳng còn gì ngoài giọt nước mắt tràn đôi mi. Vậy thì hãy về đi em, nơi mà em có nụ cười. Bao giờ được viết ra. Rồi thì cả hai cũng trở nên thân, sau giờ học đưa nhau la cà. Chợt đôi mắt thì tuổi 17 nhìn lại cũng không quá xa. Sau cấp 3, vì bận rộn hay ta không nhớ, hoặc cuộc đời hay quăng cho ta những con đường dốc mà ta không ngờ. Mà mãi cho đến cái ngày tao nhận được cuộc điện thoại của mẹ cô ấy. Vâng, nằm nghi ngờ đó là một cô gái với nét thơ ngây. Với những ai đã chọn để hỏi thì có lẽ cũng đã biết được. Mọi chuyện cứ như một cuốn tiểu thuyết biên kịch đã được viết trước. Cô ta chọn ra đi theo cách của mình, một tấm và một con. Cô ta hiểu tao rõ hơn ai, nhưng chưa bao giờ giải thích vì sao luôn bắt tao phải ngẩng đầu cao, trong khi cô ta nhìn thấy địa ngục. Chẳng ai trao cho ta thứ mà tao đã từng xem là phiền phức. Làm sao một người có thể đem trao đi hết những thứ mà mình không có? Tao nhìn con tao và rồi tao chợt hiểu ra điều đó. Những mảnh đời tuyệt vời sẽ đi ngang qua ta một cách vội vàng. Thấy sáng nhất là ngọn lửa sẽ sớm lụi tàn. What the world is got for me. Hãy về đi em, nơi mà em có nụ cười. Và nếu nơi này chẳng còn lại gì, chẳng còn gì ngoài giọt nước mắt tràn đôi mi. Vậy thì hãy về đi em, đôi bàn chân kia đã mỏi mệt. Bài hát đau lòng là bài hát sẽ không bao giờ được viết ra cho em. Bài hát đau lòng là bài hát sẽ không bao giờ được viết ra cho em. Thank you, cảm ơn tất cả mọi người á. Cúi đầu, một vợ hai con ba lầu bốn bánh ngày mai ăn em tại giàu. Dù nhìn thấy anh chưa
nó về nước. Chỉ vì ai lấy cái bù lo, anh em rap and G.O.D. Sao sẽ rap, sao sẽ sao chờ, F.A.I. chỉ family. Hãy quay chi quay ai, đi sâu đi under the hood. Bạn vì sao, A.V.P. có nói là mình có đem tới một món quà cho mọi người. Thực ra thì mình mang tới hai món quà luôn. Thì mình và team The Dog vừa có trải qua một cái mùa hè rất là thú vị. Thì trong cái thời gian đó thì tụi mình có làm một bài nhạc. Bài gì? Mọi người có muốn nghe ngày hôm nay không ạ? Bài gì? Cho mình xin biết ạ. Mùa hè năm đó anh uống thật say, có em trong vòng tay, dường như trái đất kia ngừng quay. Oh baby, you got me falling in your eyes. Và khi anh không mong quay trở lại vào một sớm mai, ta hiếp trở lại. It goes like 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Trái tim mình có chung nhịp. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Biết đâu ngày mai sẽ khác. Sau khi tôi chẳng muốn chuyện đã qua rồi, anh bỏ thì cùng ở lại những ngày hè năm đó. Và em cũng không cần tiếng phải có câu trả lời, khi mà bản thân anh vẫn đang lây hoay và mày mò. Trái tim của em dường như là đã sợ, nên là để có thể còn một người vào trong thì phải khó. Anh không muốn nói như là lần đó mình quá vội, nhưng mà anh cũng phải phải vỡ quy tắc vì ai đó. Anh đi lại 1, 2, 3. What I gotta do to make you stay? If you want to be mine, what you gotta go away? Oh my god, yeah, error. Nói gì cũng được, làm ơn don't say never. Say never, I love more yeah, yeah. They don't make up like me. Used to hitting on your boy, now they recognize me. Let's go.
Đứt những cảm giác ôm em ở trong vòng tay. Tôi em bao nhiêu kia chú ý là how to quay. Bên đi cạnh em anh bỏ hết những thằng sexy khác. Bên ngoài anh không nói hay nhưng hát nhưng ở bên trong lòng say. Yeah, tiếng giọng mô để xa có gì đi. Yeah, tới bên đôi trong tay của chị. Yeah, đã có trôi em không phải suy nghĩ. Yeah, yeah, đắm đó để ta đi đi đi. Có những ngày tốt lành, có những ngày suy tư. Trời ghé là những chim gà bay đi cứ. Những ngày trước ta mất, thì những ngày sau ta có. Chỉ cần tự dậy, em bảo vệ bởi chuyện cuộc đấu đã đó. Và về đường ngày dài trên con xe tắt máy. Và khi đêm đẹp hai ta bắt lấy, đã đi đâu rồi. Let's go. Underdog, you're the beauty, baby. Let's go.